Ngày 10 tháng 1 năm 2020, nhà ngày 16 tháng 12 năm Kỷ Hợi, nhân dịp sắp bước sang năm mới Canh Tý 2020, Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã trở về Tổ đình Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, đỉnh lễ Tổ sư và làm lễ khánh tuế Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. Dẫn đoàn có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa Thượng Thích Thanh Chính, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Chư Tôn Đức đại diện cho 30 quận huyện thị trong thành phố, đồng trở về đỉnh lễ khánh tuế Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư vị Tổ sư. Nhân đây, Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã từ bi hoan hỷ ban bố những lời pháp nhũ quý báu cho Tăng Ni Phật tử cả nước nói chung và Tăng Ni Phật tử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nói riêng. Đại chúng Tăng Ni cũng vì việc tập thể mà tới đây nói lên chí nguyện mong ước để được cả chúng tôi là cứu chú gia bà thành phố Chi Tăng được mãi mãi, thì đó là sự nguyện vọng tâm thành của Tăng Ni trong đạo trường. Còn việc ấy chúng tôi chưa dám quyết định, nhưng chúng tôi cũng giờ đây thì cũng xin cảm ơn Chư Tôn và Thượng Trưởng Tọa Đức Tăng Ni cũng xin bái lĩnh lời cầu nguyện ấy. Chúng ta bảo một chư tăng đi tập thể và xin bái lĩnh và cũng xin nghe cầu nguyện Phật tổ chứng minh gia hộ cho chư tăng đi được cả thân đấm thường thanh tịnh an vui. Cầu sao được vậy để đem lại chữ yên bình cho tăng chúng trong đạo tràng, cũng mong là Phật tổ chư vị cũng là thì từ gia hộ cho chư vị sẽ cầu như ý sở nguyện đồng tâm. Toàn thể đại chúng ai nấy đều hoan hỷ khi nhìn thấy Trưởng lão Hòa Thượng mạnh khỏe. Bằng tất cả tấm lòng thành kính, Chư Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã thành tâm cầu nguyện muôn lòng như một, luôn mong mỏi Trưởng lão Hòa Thượng thân tâm thường an lạc, để mãi là bậc Tùng Lâm Thạch Trụ, che chở cho đàn hậu học nương theo tu tập. Trên tinh thần Tết cổ truyền dân tộc, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã tới Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, dâng hương đỉnh lễ lịch đại Tổ sư cũng như tri ân các bậc tiền bối lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Hà Nội qua các thời kỳ. Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã niêm hương đỉnh lễ trước bảo tháp giản dị của cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Bích, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bảo tháp ấy không cao sang lộng lẫy, chỉ là một ngôi mộ cỏ xanh nhỏ khiêm cung giữa khuôn viên Tổ đình Hội Xá, giản dị và đầy an nhiên như chính cuộc đời đạo hạnh của cố Trưởng lão Hòa Thượng Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.